tôi sẵn đây để cũng nói cái này cho quý vị hiểu được không? Thì mình nói đó, sau lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Câu này thì quý vị nên nghe để mà hiểu, để mà ráng tu. Bây giờ thời kỳ là thời kỳ hán hoang, thời kỳ tận diệt, thầy mới trở lại đây để cứu độ chúng sanh. Thời kỳ này là ngày tẩm độ, mà ai tu hành hiền đức đó, thầy hỏi sao trần thế không toan chân liệu. Toan là phải toan tính lo việc tu hành cho cái đời đó. Mà đức thầy đã cho biết đó, cái cuộc chiến tranh thế giới ngày nay đau khổ đó, thế chiến thứ hai khi qua rồi, đến thế chiến thứ ba thì thầy cho biết là tiền Âu hậu Á và thiên hoàng mới định thu, đó là mai trời sẽ đi đến vậy. Có nghĩa là trận chiến thứ ba này nổi lên là nổi lên ở châu Âu, là tiền Âu, rồi hết châu Âu rồi tới hậu là Á, tới Á Châu là coi như dứt khoát. Hỏi Nhất Tâm một câu đi, thầy nói là theo đạo lý Nhất Tâm mới kịp, ngày nay là gặp dịp tu hành. Nhất Tâm như thế nào để mình kịp cái thời kỳ này với Nhất Tâm? Bây giờ theo đạo lý Nhất Tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành. Cái câu theo đạo lý Nhất Tâm mới kịp đó, ngày nay đà gặp dịp tu hành, chữ đà gặp dịp tu hành, ngày nay đã gặp được Phật xuống thế, mở cái đạo, đây là cái đà mình đã gặp cái dịp để mình tu hành. Nhất Tâm theo đạo lý Nhất Tâm, đây là cái câu Nhất Tâm này nó khác hơn cái chỗ dạy niệm Phật Nhất Tâm, phải không? Theo đạo lý, cái đạo là cái con đường, cái lý là cái lý đạo mình đã chấp nhận để mình quy y theo cái giáo pháp của thầy, là cái lý đạo là nằm trong cuốn giáo lý của thầy, có dạy đủ, thầy đã rút trong các luật các kinh hết, thầy dạy đủ cho mình, thì mình đã quy y quy mạng theo giáo lý của thầy tổ. Mình nguyện quy y công phu kính bái sáng chiều để quy mạng cúng bái, thì Nhất Tâm đây cái chỗ là không thay đổi cái tôn giáo nào khác hơn. Dù ai có nói cái chỗ nào linh thiêng cái nào đi nữa, là mình đã quy y cái đạo của mình là chánh đạo rồi, mình biết là chánh đạo rồi mình mới quy y. Thành ra cái chỗ này đó là mình phải Nhất Tâm, cũng như thầy nói một cái câu này nè. Thầy nói ma ha thiệt thằng nhỏ đã dọn rồi, chèo lái trương bườm cho thả trôi. Đó. Chữ ma ha đây là rộng lớn, là chỉ có cái đạo rộng lớn mà mình đã quy y theo cái giáo pháp của thầy, là mình hiểu được cái đạo rộng lớn rồi, cũng như mình đã có được chiếc thằng nhỏ rồi. Thấy không? Đã dọn rồi tức là mình đã hiểu đạo pháp, mình lo mình dọn thân mình rồi, thì phải chèo lái, tức là đây là dụng công để tu hành. Quyết chí theo một con đường này. Chớ thả trôi, mà biết được cái đạo thả trôi bền bồng rồi sao mà tới nơi, phải không? Nhưng mà quan trọng cái lái, phải lái thẳng cái đường mình đã quy ngưỡng rồi, tức là phải lái thẳng con đường để hành trì tới cái ngày đạt đạo bỏ xác hay gì đó. Còn lái không có chỉnh chạc đó, nghe ta nói ông tiên ở trong cái ngọn này, ông nói chuyện, ông dạy tu có ba bữa là có hào quang rồi, là mình nhảy mình lũi vô, tức là không Nhất Tâm, rồi cuối cùng mình đi không tới đâu hết. Đó. Cái chỗ lái là quan trọng, tức cái chỗ lái này là cái chỗ Nhất Tâm, phải thẳng một đường, thẳng một chí dốc đi. Đây là cái chỗ theo đạo lý Nhất Tâm mới kịp. Đạo lý là cái lý đạo mình đã hiểu rồi, phải Nhất Tâm hành trì. Thành ra mình đã quy y theo thầy rồi thôi, thì mình bởi thầy nói thêm cái câu này nè. Thầy nói đó, trong cái bài Giếng làng Phú An bánh câu thi đó, thầy nói cầu ngã kiến văn tối thậm đa, thiện duyên tác phước ý như hà, phô trương vạn lượng tam hài tuế, hội thính na thời kiến thịnh quang. Giờ đó nó uống này tôi không uống. Có nghĩa là thầy dạy chúng ta đó, cầu ngã, chứ ngã là ta, là chỉ cho đức thầy. Thầy dạy muốn cầu đạo ta, cầu là cầu đạo Bồ Đề, mà thầy dạy muốn cầu đạo ta phải kiến văn, phải hiểu giáo pháp của thầy, văn tự của thầy,
tối là tột cao, thậm đa là thâm sâu, nhiều chỗ quyền bí mà không biết cái đạo của ngài thâm sâu. Vô tu ít bữa nghe chỗ này linh chỗ kia linh rồi bỏ đạo luôn, rất ổn. Thành ra muốn theo đạo thầy phải biết giáo pháp của ngài, mình đi tới đâu và là hành trì thế nào để đạt cái mục đích đó. Thì mình quyết chí đó là cầu ngã kiến văn tối thâm đa. Rồi thầy dạy là thuyện duyên tác phước ý như hà, có nghĩa là ngài dạy mình hành đạo của ngài đã thông suốt rồi, phải làm chữ hiền. Thiện là làm chữ hiền, tạo cái duyên lành. Tác phước là tác tạo cái phước điền trong lúc hành đạo nè. Ý như hà thì phải đổi cái ý mình, bỏ cái tánh ích kỷ, phải đổi lại cái tánh rộng lượng, vị tha với mọi người, tánh như biển, rộng hà là như sông biển nha. Ý như hà là sông biển. Làm được như vậy là tới phô trương. Cái câu này nè, phô trương là bài ra, vạn lượng là 10.000 lượng vàng bài ra trước mặt, phải không? Ý như hà, phô trương vạn lượng à, mới tam hài tuế chứ. Khi mình tu hành đạt đạo, mình bỏ danh lợi rồi, bài ra trước mặt 10.000 lượng vàng. Yeah. Tam hài tuế, tam là ba, hài là đứa hài nhi, tuế là 3 tuổi. Như đứa con nít 3 tuổi chỉ cầm vàng chơi thôi chứ không ham muốn. Danh lợi mình phủi rồi, thì mình chỉ cần cái đạo thôi. Đó là cái chỗ phô trương là bài ra. Vạn lượng là 10.000 lượng vàng bài ra trước mặt. Trước khi mình đã tu hành đỉnh đạt rồi, mình đã gội rửa hết, mình làm từ thiện, mình không nghĩ danh lợi rồi, 10.000 lượng vàng bài ra trước mặt thì mình như đứa con nít 3 tuổi chỉ cầm chơi thôi chứ không có lòng ham muốn. Tu tới đây là đạt đạo nè con. Thôi thêm câu nữa đi ha. Như thầy nói là kỳ sở tạo nên còn một lúc, sao chẳng tu đừng có hưởng nhờ là như thế nào, một lúc là bao lâu vậy sao? Thì câu này nãy có nói rồi. Kỳ xã tội nay còn một lúc. Hôm nãy rồi theo đạo lý. Thôi giờ mấy cô gấp về, ông Sáu nói là cuối chị mấy cô gái tu hành thế nào. Vậy đi, lần nữa. Gặp thầy hỏi hôm qua đi. Hai xã muốn gì, hai câu nữa. Rồi vậy đi, 10 phút nè. Hỏi câu nữa phải không? Giờ nè, hỏi câu nữa đi phải không? Dạ. Hỏi câu phải không? Trời sáng ra cái lợi thế chưa năm cũ đó, rồi qua năm mới 12 tháng còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay. Là như thế nào vậy sao? Cái câu này dài quá. Bây giờ ông Sáu nói vậy nè, bây giờ ông Sáu nghe 12 cái nhà sập với Vĩnh Long không? Cái đó là cái thời tiết trời đất nó biến chuyển cái đó. Cái nào? Đó mình đem ra để mình lý luận nó không có đúng đâu. Thầy nói sao? Thầy nói là 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay. Là như thế nào? Thì cái việc thầy nói đó là cái câu này là tiên cơ thầy hối mình phải tu gấp. Bởi vì cái chu kỳ trong một năm đó, một năm 12 tháng, 12 tháng là thế nào? Âm lịch thì ta lấy theo cái các vị thánh ngày xưa lấy theo cái vòng quay của mặt trăng. Mà nó đi quanh như cái mặt trời, khi giáp cái vòng của quanh của mặt trời là 365 ngày, đó là một năm. Mà còn mau tới thì tuần đời là cái lý trời nó đi đến thì cũng chống đổi thay, có nghĩa là thầy hối mình phải tu cho gấp. Tuần đời nó thay đổi, mình thiếu đạo thì không có tu, tới cái tuần đời mà nó mạt hạ, nó đã tới cái cơ tận diệt thì mình không có đạo rất ổn. Bây giờ thầy mới nói 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổ thai, có nghĩa là rất là mau. Thầy mới dạy tu kiếp nó không có trễ đó, chừng đó đầu có kiếm điên khùng, thành ra cái tuần đời nó cũng tới rất là mau, nên nó độ thay đổi rất là gấp. Cũng như thời kỳ mà cô chú Hồng nhỏ tới bây giờ đâu có bao nhiêu năm đâu mà nó biến đổi rất là xa rồi, nhưng mà cái cơ tận diệt đây sắp đến nó cũng rất gấp. Thầy dụng cái ý này cho chúng sanh ngày nay ráng mà lo tu hiền cho nhanh chóng để mà tới thời kỳ để mà có Phật trời cứu độ mình sống qua cái đời Thượng Quân Thánh Đức. Chứ còn nếu mình không tu thì cái cơ trời tới gấp lắm, chứ không phải như cái tưởng mình chờ tới chừng nào có vợ có chồng cứ gả con cái hết thì mới tu, thì nhiều khi nó không có kịp. Ý nó vậy thôi. Để sẵn đây để cũng nói cái này cho quý vị hiểu đi, phải không? Thì mình nói đó
sau lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Câu này thì quý vị nên nghe để mà hiểu, để mà ráng tu. Bây giờ thời kỳ là thời kỳ hang hoang, thời kỳ tận diệt, thầy mới trở lại đây để cứu độ chúng sanh. Thời kỳ này là ngày tận độ, mà ai tu hành hiền đức đó, đàn bà thì tròn cái công dung ngôn hạnh thôi là được về đời thân quân rồi. Còn đàn ông phải chu đáo lắm. Một đàn ông thì ông ba thới ông năm ngàn người mà còn không được 100 người. Còn đàn bà 1.000 người là còn trên 500 người, tức là đàn bà còn hơn phân nữa. Thành ra nó dễ, đàn bà dễ lắm, nhưng mà về đó là để tới thời kỳ thai hồn đổi xác. Thai hồn là thai làm sao, mà đổi xác là đổi làm sao, cái này quý vị cần nên biết. Nếu nói cái hồn chúng ta đó, tức là cái tâm con người, cái sự hiểu biết, thông minh là ngu đần cũng do cái tâm mình ra. Mà trời sanh ra con người đó thì nó nên sanh ra theo cái định luật nhân quả. Con người mà sanh ra được cái tướng hào hoa bóng loáng thì ta có cái phúc đức, ta mới giàu có được. Còn con người mà sanh ra cái mặt ngu đần, đần độn thì đã kém phúc đức, mới bị ngu đần. Mà nếu sanh ra cái xác ngu đần thì cái tâm ngu đần, chứ không khi nào thông minh sáng suốt như người ta được. Bởi vì mình đã tạo nhiều cái ác đức, thành ra sanh ra ngu đần. Nó thành ra ví dụ như bây giờ là cái thời kỳ mạt pháp, chúng ta ráng tu cho tới thì thai hồn đổi xác. Thai hồn là thai thế nào? Bà con nên hiểu cái này, thời kỳ này rất là báo quý cho cái cả thế giới, không riêng gì một đất nước Việt Nam, mà mình đất nước Việt Nam đây thì có Phật xuất thế. Thai hồn có nghĩa là chúng ta là cái hồn, chúng ta là cái tâm, chúng ta ngày nay là cái tâm hạ căn hạ trí, ngu đần lắm, không có sáng suốt. Đến đổi giảng của thầy mà kẻ biết dày người biết khác biết, không có sạch cái giáo lý của thầy trong cái chân lý để tu hiền, chỉ người biết nhóm này kẻ biết nhóm kia mà ngồi lại cãi lộn đó. Tức là cái mở mang cái trí quá của người hạ căn rất là thấp. Thành ra muốn tu mà để về cái cực lạc đó thì ngàn người được 2-3 người. Nhưng mà cũng xin thưa với cái này cho quý vị, đàn bà rất là dễ tu. Đàn bà bây giờ thấy không, đi chùa đàn bà đi rất là đông đó, thấy không? Đó. Nhưng mà nếu quý vị mà thấy thời này có Phật xuất thế rồi đó, quý vị nên nguyện tu giải thoát về Tây Phương đi. Mình nguyện giải thoát thì sẽ được, chứ không khi nào không. Nha, rồi để chú giải thích dần dần cái này cho quý cô nghe. Còn quý cô, quý ông mà không nguyện giải thoát đó, nói thôi tu giải thoát khó lắm. Sự thật là tu giải thoát khó. Mình còn vướng mắc làm sao giải thoát về Tây Phương, vinh rảnh phá hoại trên sao, phải không? Nhưng mà người có phát nguyện rồi là sẽ được. Từ xưa đến giờ đó, vào thời của Đức Thích Ca ra mở đạo đó, thì cũng cứu con người thôi, chứ mà tu nhiều kiếp, có người tu 20-30 kiếp mới phát triển lên thành người thượng căn. Tới thượng căn rồi đó là mới thấu suốt được trí tuệ, thông đa thuộc, thông suốt hết rồi đó mới phá được tất cả các cái vướng mắc. Còn người đời nay hạ căn mà thầy xuống đây là tận độ. Nếu ai có phát nguyện để tu giải thoát sẽ được giải thoát. Tôi nói cái đoạn này rồi tôi mới mở ra cái chỗ sẽ được giải thoát như thế nào. Tới thời kỳ lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn. Nhưng mà mình ráng làm hiền thế nào được, mình giữ cái hội, giữ cái hội Long Hoa đó, mình có tên trên đó đó. Mà chừng đó đàn bà có tên đông lắm, đàn ông ít xỉu à. Khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn. Quý vị nên hiểu cái này nè, cái đổi xác đây đó thì già quá trẻ đó. Mà mình quá trẻ đây không phải là mình 60-70 tuổi mà thành đứa con nít, không phải là vậy. Nghe không?
tôi giả thuyết cái này chứ, nếu mà cả thế giới này tới ngày đổi xác mà già quá trẻ mà thành đứa con nít hết rồi, ai đâu quản lý đất nước, ai đâu mà chăm lo sự sống của thế giới này, phải không? Đó, tôi nói cái lý này chứ quý vị hiểu, già quá trẻ để có nghĩa là tới cái ngày lập hội tôi là 90 tuổi, phải không? Thì tôi già rồi, so với cái thời kỳ sống 100 tuổi, 90 tuổi run rẩy rồi, phải không? Các cô đây nè, năm 60 tuổi thì bây giờ cũng nửa sạc người, hơn nửa sạc người rồi, phải không? Có con có cháu nội hết rồi. Nè. Nhưng mà tới khi mà đổi xác đó, già quá trẻ đó, các cô năm 60 tuổi là có thành một thiếu nữ xinh đẹp, phải không? Một thiếu nữ xinh đẹp mà thời này chưa được lấy chồng, phải không? Mà tới 70 tuổi mới được lấy chồng đó. Quá trẻ là vậy. Mà quá trẻ ở đây thì ngày nay 60 tuổi đó là coi như hơn nửa chạng người rồi, phải không? Nhưng mà tới thời kỳ mà sống đời thương ơn, thay hình đổi xác đó, các cô thành cái xác 60 tuổi mà so với cái tuổi 10.000 tuổi á, các cô còn con nít, phải không? Rồi các cô sống tới 70 tuổi các cô mới được định vợ gả chồng, 80 tuổi mới được có con. Nó là quá trẻ là vậy, chứ không phải quá thành đứa con nít. Còn tôi tới chừng đó, dù tôi là 90 tuổi hay là 100 tuổi thì tôi thành một thanh niên 100 tuổi so với 10.000 tuổi thì nó cũng là trẻ. Cái nghĩa nó vậy. Còn thai hồn là thai sao? Ví dụ chúng ta là con người, được làm người là rất là quý rồi, mà chúng ta đã qua nhiều cái kiếp làm thú rồi. Hồi mà đời vô thủy tới giờ chúng ta không biết bao nhiêu xương chất là đủ mọi từng lớp rồi. Mà ngày nay chúng ta đã được con người, mà chẳng những kiếp này ta biết được Phật, biết được cái pháp thầy tu, ta đã là con người mấy kiếp trước rồi, đã có gieo duyên thầy rồi, phải không? Thì cũng được một cái duyên sâu rồi, với thầy nó duyên lành mới được hưởng điên đó. Còn nếu mà ai mà cái thời này có thông minh sáng suốt cỡ nào để nữa làm bạc ác đó, khi chết rồi phải bị đọa vào địa ngục tới chừng đầu thai được trở lên đó, mà đúng cái cơ duyên mà đầu thai cái thời này thời kỳ tận diệt rồi, đầu thai trở lên mà thành một con trùng thì cái tâm của chúng sanh người đó là tâm con trùng, tâm con thú là thành tâm con thú ngu đần chứ không phải tâm người thông minh nữa. Đó là thai hồn, phải không? Đổi xác, bây giờ đổi cái xác thú thì cái tâm theo tâm thú. Còn bây giờ các cô có tu hiền mà các cô thai hồn đổi xác được rồi, thành cái người trẻ trung được rồi, đây là tôi nói lời của Phật nghe, chứ không phải tôi nói lời tôi nghe. Ông ba ông nói đó, tới thời kỳ đó đổi xong trời nó sụp đổ hết trơn rồi, đổi sông, đổi biển, đổi hòn, đổi thay đổi hết, đổi trời, rồi đổi đất nữa chứ không phải còn y như vậy. Núi thì còn đổi thêm, mới đổi người, hồn Phật mới êm. Đổi 18 nước gần bên một nhà, chừng đó các cô còn sống, các cô là cái tâm Phật rồi, không phải tâm bây giờ ngu đần, và chính tôi bây giờ cũng ngu đần. Mà nếu chúng ta cố gắng tu thì chừng đó chuyển là thành cái tâm Phật, thành người thượng thượng căn rồi. Thì thầy mới nói là tới chừng đó nè, ai có phát nguyện giải thoát phải không, chừng đó nè, kiến diện bậc chân sư nè, kiến diện là thấy Phật trước mặt, phải không? Thuyết pháp tu hành mau đắc quả, tới chừng đó các cô thành người thượng căn rồi, chỉ cần Phật Di Lặc thuyết một tràng pháp cho các kêu hiểu thấu suốt để tu theo cái căn duyên, chứ không phải vướng mắc như bây giờ đâu. Thì ráng có cái nguyện đó, phải không? Còn ai không có cái nguyện đó nữa, thôi tôi nguyện về đời thượng ơn tôi hưởng được rồi thì tới đó, chứ không thi nào vượt qua khỏi nữa được. Ý lên là vậy, rồi cái cuộc thai hồn đổi xác là như vậy. Thành ra theo cái thời kỳ của thầy ra đời đó, thời kỳ tận độ mới có cái chỗ là dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phục hành được cứu cánh và nan dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt vượt luân hồi, đến tiên phàm ma quỷ súc sanh mà vẫn tu giải thoát được. Mà thời Đức Thích Ca cái này không được, thời này thời kỳ tận độ, thời kỳ trời xả tội,
mà tiên phàm ma quỷ thời này vẫn có tu được. Thì người ta quyết định giải thoát rồi, người ta đã chịu khổ quá nhiều, người ta nguyện giải thoát, có Phật ta nguyện giải thoát, thì khi mà lập hội long qua ta thành người thượng căn rồi, thì cái nguyện ta phát lên người ta tu giải thoát là một kiếp lần kiếp của đời thượng quân nè, chứ không phải kiếp bây giờ. Kiếp bây giờ u tối lắm, ráng mà tu hành làm hiền từ, rồi nếu chồng con mà không có đạo đức mình ráng mình khuyên. Tại hỏi đường bà sắc mà còn phải chảy theo cái miệng đường bà, mà tại sao mà gia chồng mình trong nhà mình không làm được, phải ráng cố gắng, phải không? Mình lựa những cái nhược điểm của ông mình moi dần dần ra. Chứ mình đừng có nghinh rồi ông quánh à. Đừng bà khôn thì ráng là như vậy thôi. Tôi chỉ giải đáp về cái vấn đề tu hành, phải ráng như vậy. Thời kỳ này tu rất dễ, mà ông Ba Thới ông nói một câu đó: thầy dưng lệnh trời xuống đây. Trong năm sắc lệnh thầy có nhận sắc lệnh trời, mà đặc biệt cái sắc lệnh trời thì thầy cho biết là xuống đây thời kỳ này ai mà tu hiền thì trời xá tội. Chỉ có thời kỳ này mới được xá tội, phải không? Mà ông Ba Thới là Phật thầy Tây An nói nha các cô. Ông Ba Thới ông nói đó: dù là mấy kiếp bất nhân, mấy kiếp trước mình tàn ác bất nhân đi ha, nhưng mà kiếp này tu niệm thì lành thân dưỡng tàn, trừ hết yêu cầu biết tu trong kiếp này là được xả tội, mà trời mới xả tội được, mà thầy nhận lệnh trời xuống đây nè. Đó, thành ráng tu mấy cô ơi, ráng tu, còn không có bao nhiêu nữa đâu. Bây giờ theo danh theo lợi nó để làm gì, cất cái quy la nhà lầu lên để làm gì, đủ ăn đủ sống, dạy dỗ con cháu cho nó biết đạo. Rồi tại sao mà tới thời kỳ đó sẽ bỏ hết? Rồi tại sao ông ba ông nói đó: đói ăn bắp, đói nữa ăn khoai, phải không? Đói nữa ngày mai ăn đá, phải không? Đá mà sao ăn được, bà đá ăn được đó. Chừng sau các cô mà đủ duyên, các cô về được bốn ông thẻ rồi, rồi lúc người ta đói khổ, các cô cũng đói khổ, mà hồi đó lúa bay về núi dành rài ngày sau đó. Bây giờ chừng núi tô dở lên là gạo lúa đó mấy cô có đủ ăn, cái đó kêu ăn đá đó, chứ phải đá cục sao ăn. Mình tu hành sao mình mới được về bốn thẻ đó ông sao? Đó. Hả? Mình tu hành sao mà được về bốn thẻ đó, ông chỉ con tu với cái môn đó kìa. Bốn thẻ đây có nghĩa là hồi đó Phật thầy Tây An sai Đức Cơ Quảng Linh cấm bốn thẻ, mà thực chất là năm ông thẻ. Dạ. Nhưng mà bốn thẻ này là... bốn ông thẻ là Đức Cơ Quảng đi cấm hồi đó, Phật thầy Tăng mới sai Đức Cơ Quảng, lúc thầy Tăng dương tịch đó, thầy Tăng mới dặn 12 đệ tử mỗi người đi một nơi giáo đạo, còn riêng Đức Cơ Quảng thì đi cấm bốn thẻ xong rồi phải trở về nhà lo làm ruộng và mộ binh sĩ để năm tới năm 1858 là Pháp nó vô, nó lấn chiếm Việt Nam. Đức Cơ Quảng phải có trách nhiệm đi mộ binh rồi để kháng chiến chống Pháp. À. Rồi Đức Cơ Quảng đi cấm bốn thẻ, Đức Cơ Quảng mới hỏi chứ: bạch thầy, cấm bốn thẻ này có lợi ích gì? Phật thầy mới dạy, không nói nhiều mà Phật thầy mới nói là: chẳng lẽ mình thua Trung Quốc là sao? Thôi, chú đi cấm bốn thẻ này, khi chú cấm xong rồi chú mới đọc tâm kinh thì sẽ có muôn binh gìn giữ cái thẻ nè. Nhưng mà ông cố ông đọc thì ông cấm xong đọc tâm kinh đó, cô không cố thì mình đâu có biết sao, thì sẽ có muôn binh gìn giữ. Nhưng mà sau này đó, ông Ba Thới mới nói là một ông thẻ số 3 đó ngăn tiền lộ một bài ông thẻ, cấm tứ phương đủ lẽ môn binh, trời giúp đường hai chữ khương minh, Phật độ tận muôn binh trợ lực. Tức là đến cái thời kỳ mà núi ông cấm dở lên 18 nước mà nó vô nó xâm chiếm nó đánh đó, mà giật đá nổ cát bay cù lao sập biển lấp non dời, tất cả con người phải dồn về cái vùng núi ông cấm, mà vô được bốn thẻ đó là có cơm gạo ăn, mà không bị khí độc của bơm nguyên tử tất cả các thứ. Mà người nào vô được là khi mà chạy vô cái cửa trời đó, cái cửa trời ở tại chỗ ông thẻ số 2 đó, ngọn cá dầu lồng lộng cửa trời đó, phải không?
có hộ thần gìn giữ, mà con người không có tu trên cái trán này không có cái ánh sáng là hộ thần không cho vô. Nó cái người đủ công hạnh là tới đó, hộ thần nhìn thấy là biết người này có đạo rồi chạy vô. Nó, chạy vô đó là còn sống sót, phải không? Còn ở ngoài là chết hết. Nó, thành ra ông Đức Thầy mình có nói trong cái bài mà Thiên Đế Ca đó, thầy nói một đoạn nè, tới khi tới chừng đó nó chạy nè, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, phải không? Đứng sau lưng hình dốc giải chân. Nơi phía trước tức là khi chạy vô bốn thẻ là nơi phía trước treo leo là chỗ chết, thì vô không được, là đứng treo leo, đứng chỗ chết rồi, đứng khóc la không. Đứng sau lưng, trước sau lưng hình dốc giải chân, đây là chỉ cho đông người, kẻ trước người sau đó. Chữ giải chân đây có nghĩa là cái từ ngữ chữ giải chân đây đó. Chữ giải nè, VD, A, Y, Z, dấu hỏi. Là tới chừng đó dãy dùa chứ không còn chạy đâu được, đông người xô đẩy dãy dùa nhau rồi cũng chết. Không vô được, nó sẽ lên dưới chân. Rồi phải tới nước kia lửa nọ tưng bừng. Nước là nước lửa nó cháy ồn ồn. Thảm cho thấy sự lấy lừng nặng tay. Thì cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo biến khoe khoang. Đến nay gần buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hạ dân. Cái người không tu niệm thì nữa chịu cảnh đó đó các cô. Bây giờ các cô ráng tu đi. Thằng ơi, tôi nói thiệt các cô ráng niệm Phật đi. Rồi mình ngôn từ đạo hạnh, nhưng phải dạy dỗ con cháu. Con mình cũng có lúc nó ngang ngược, rồi cũng có đứa nó nghe lời. Rồi mình cũng cam ngôn mỹ từ chứ không nên chửi bới. Rồi dạy dỗ giáo hóa nó, từ từ nó sẽ nghe, nó hiểu đạo là được hết. Mình hiểu đạo rồi mình dẫn cả bầy luôn đó. Thành ra các cô phải ráng niệm Phật và ngôn từ đạo hạnh, ráng làm hiền từ để mà độ cho gia đình mình, rồi có cái dịp mình tu giải thoát để cứu ông bà cha mẹ, cứu quyền mình nữa. Chỉ có kiếp này mình mới được về Tây Phương thôi, để mình cứu ông bà. Mình không ráng tu là mình không có duyên với Phật, phải không? Xin thưa với mấy cô đây, tôi tu cũng muộn lắm, nhưng mà tại sao tôi có cái hiểu biết? Nhờ tôi niệm Phật đó mấy cô. Và tôi bỏ ra tôi chiếu giáo lý. Tôi niệm Phật đến đổi bằng đêm tôi không ngủ, bằng ngày tôi nhớ thì tôi niệm công chuyện lưu bu, và tôi ngồi tôi giải giáo lý. Bằng đêm là tôi ngồi tôi niệm Phật hoài, tôi ngồi hai con mắt thì ngủ mà trong cái tâm niệm Phật không có bị điên đảo. Tôi ngồi 1-2 tiếng hồ chẳng hạn, rồi nó mỏi quá thì tôi ngã ra cái ghế đó, tôi trên cái ghế dây 4-5 rồi tôi không có nằm cái giường. Tôi lên cái dây tôi nằm ngã ngửa gì cho nó đỡ mỏi lưng, rồi hồi tôi ngồi xuống tôi niệm Phật nữa. Mà tôi niệm được cái thói quen là hai con mắt thì ngủ, mà cái tâm thì niệm Phật. Hai mắt mơ mơ về ngay cứ niệm Phật hoài, rồi nó không biết chán, không biết mệt. Rồi niệm Phật hoài, cố gắng như tập luyện vậy đó. Phải ráng các cô ơi, còn không bao lâu nữa đâu. Rồi thôi bây giờ các cô muốn biết cái gì các cô hỏi thêm đi, trong cái sự khó khăn của mình đó, tôi có biết thì tôi luận giải cho các cô hiểu. Chứ còn nói bông lung như mấy cái ông thuyết trình đó, tôi không nói được. Cô hỏi cái diễn tiến những cái thời gian sắp tới đây tu còn kịp không, tu thế nào giờ, hồi hôm qua là kia đó. Hỏi cái gì? Nói dự kiến mà tu đây chắc đó là kịp không ông Sáu, hay là mình tu trễ rồi? Sao? Cái diễn biến mình tu kịp không hay là mình tu trễ rồi? Cái tu không có nói sớm hay trễ hay muộn nghe cô. Nhưng mà có điều tu phải tu cho đến cái trước cái chu kỳ cái đạo thầy bé đó. Thôi cô hỏi vậy tôi mới giải thêm cái này. Tu thì không nói muộn trễ, vì nhân duyên của mỗi người vậy đó. Tôi có tu sớm đâu cô. Dạ. Phải không? Dạ. Mà có người tu 40-50 năm nay mà cái sự mà
người ta đi thẳng vào cái chân lý của thầy để mà xả bỏ, nhiều khi ta còn vướng mắc ta chưa chịu xả bỏ nữa. Yeah. Còn các cô mới mà cô hiểu, các cô dám xả bỏ rồi dám làm những việc mà khó làm, phải không? Thì thôi, tôi cũng khuyên các cô cái này, người tu mà muốn chứ đừng có bị khổ não, đừng bị buồn phiền, phải không? Cái này nó khó cho người tu lắm, nhiều lúc là bệnh, lúc bị chồng con chuyện này chuyện kia, phải không? Rồi nó sanh ra cái phiền não thì cái tâm mình rối, phải không? Các cô cứ nghĩ như vậy thì hết phiền não, mà tôi nhờ cái này mà tôi vượt qua cái phiền não nè. Các cô gặp cái gì khó khăn trong cuộc đời mình, các cô phải hiểu rằng đây là luật nhân quả. Luật nhân quả của trời định là không sai một mãi, mà cái gì nó đến khó khăn cho mình là do mình làm, chứ không phải đương không nó đến. Mình cứ nghĩ đương không sao cuộc đời tôi nó khổ quá, khổ rồi mình phiền não. Nhưng mình không nghĩ rằng mình đã gieo cái nhân trước, mấy bữa nay mới có cái trái độc này nè. Đó, rồi bây giờ mình biết đạo rồi, mình chấp nhận đó, cái này hồi đó tôi không có hiểu đạo tôi làm, bây giờ tôi chấp nhận, tôi chịu để tôi ráng tôi tu nè, thì chỗ cô tu là chỗ giải trừ cái quả. Nó mà vui vẻ cứ tu đi, đừng có sợ gì hết trơn á. Chả chốt là không được, không chốt không được nào. À, chốt không được mình phải trả. À, bởi vì mình tạo mà bữa nay mình than khổ cái gì. Thành ra có cái câu là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả, là cái này nè. Bồ Tát ta sợ nhân, ta đâu có gieo có giống độc. Còn chúng sanh cứ gieo có giống độc hoài, tiền kiếp kiếp này cũng có rồi, tới chừng cái quả khổ tới thì than sao được. Bây giờ biết đạo phải hiểu cái này để nhận cái khổ đó là nó hết khổ liền à. Rồi vui vẻ tu mạnh hơn nữa. Rồi cô hỏi sao mà tu sớm tu trễ, tôi xin giải cái này. Thầy ra đời thầy nó tiên cảnh thoát ly truyền bát kỹ, chữ truyền là dạy thầy, cái cơ dạ đạo của thầy là đúng 100 năm. Mấy bé mà thầy ra đời năm 1939 thì qua năm 2039 là các cô hết tu rồi đó. Thì đây tới 2039 nó còn mười mấy năm nữa, các cô chịu tu một ngày cũng đắc đạo nữa, phải không? Nó thành ra ráng ký quyết tu chứ đừng nghe người ta nói trời tháng 7, tháng 8 đời tới. Cái chuyện đời là một chuyện, còn chuyện tu là cứ việc tu, đừng có nghĩ Tết ai, không ai nói đúng, biết ai nói đúng, ai nói sai, phải không? Nhưng mình chí quyết tu là cứ tu đi. Nhưng mà tôi nói thêm cái này để các cô nè, thầy nói câu này mà nhiều khi người ta sai lầm nè. Trong cái bài, bốn cái bài khoáng thủ của bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, mà cái câu thứ tư đó, hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu, tức là cái câu đầu là Bửu Ngọc giảng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nẻo có sâu, kỳ giả thích tâm tìm đạo lý, mà hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu. Người ta hiểu sai lầm cái câu này nè, để tôi giải thích chỗ sai lầm các cô nghe nha. Mà đây là mấy vị tu sĩ sai lầm cái này nhiều nè. Chữ hương, thầy nói chữ hương là nhang, chữ tuyệt là dứt, thấy không? Đăng là đèn, tiếng Hán nè, đăng là đèn, lui là dẹp, bãi phục cầu là không cúng lại, phải không? Mà nếu thầy dạy cái đạo hòa hảo là có ba cái ngôi thờ chính để mình quy mạng sáng chiều gắn chí nguyện cầu, mà hương tuyệt đăng lui bãi là dẹp bằng thờ đi, thờ làm chi, phải không? Dẹp trái với cái sáng với chiều gắn chí nguyện cầu, mà cái câu thầy nói cao sâu lắm. Nhiều khi nghĩ ngay cái văn tự này nó không có đúng. Cái đạo của thầy các cô tu đến một ngày nào đó, một có một cái chu kỳ nào đó. Chứ tôi đây là câu thiên cơ. Hương tuyệt đăng lui các cô muốn cúng cũng không được nữa. Là tới cái chu kỳ đó rồi, là bãi đó, là hết tu đó. Chứ không phải bây giờ mà bỏ mà không cúng lại. Cái đạo của thầy tu có cái thời bãi trường, nó khóa cổng là tới chu kỳ khác. Tới chu kỳ khác là hương tuyệt đăng lui nè. Muốn lại cũng không ở ngồi nhà lại được, của cải tài sản bỏ mẹ hết rồi còn đâu nữa mà lại. Đó. Cái ý nghĩa câu này nó như vậy đó, chứ không phải bây giờ mà không cúng lại nữa, bây giờ tôi tu tâm được rồi, không phải vậy. Phải quy mạng sáng chiều gắn chí nguyện cầu. Cái ý nghĩa nó câu đó là như vậy thôi. Tôi cũng giả sơ ráng tu đi ngài. Thầy nó khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay,
thì các cô vô tu rồi các cô sẽ thấy cái đạo màu nhiệm của thầy, các cô không thể tu ít đâu. Đó. Hiểu được rồi toàn có sự nghiệp tài sản nhẩm mẹ gì ở đó giữ. Đủ ăn, các cô sống ngày nay, các cô có gia đình, có chồng, có con, gia đình êm ấm, các cô đã có cái phước quá tốt rồi. Người ta cỡ như các cô không cơm ăn, không áo mặc kìa, rồi đau không tiền uống thuốc nữa kìa. Các cô đâu phải tới cái trạng đó là mình có phước rồi, ngày nay hưởng cái phước đó nhiều đầy đủ rồi, ráng làm để sống rồi giúp đời, lo tu đi. Tôi khẳng định mấy cô là nếu tới năm 2039 là các cô tu hết kịp rồi đó. Chứ tôi không nói gì khác nữa. Thôi tôi cũng nói vậy, ráng tu. Thầy nói, ráng tu đặng mà chết. Thì bây giờ mình ráng tu đi, đặng mà chết. Mà chết rồi về đâu? Ông sư dạy ông nói đó. Chết rồi thì mất xác còn hồn, đừng có, người tu đó sẽ chết. Chết rồi thì mất xác còn hồn. Chí công đó, chí công là chí công tu hành. Khi chết rồi có Phật chí tôn rước về cho không có bị bơ vơ đâu. Còn làm ác đó, tới khi bỏ xác rồi quỷ sứ giữa kề. Hai cái chết nữa khác nhau. Thì thôi bây giờ ráng tu đem về địa ngục nó khắp ra nhiều bề đó. Thôi tôi chỉ nói ngắn gọn đó, ráng tu hiền. Thời này mình có Phật tại thế rồi, thấy không? Thành ra mình ráng phải tu, mà con người nó muốn sanh ra con người là thật là khó, chứ không phải sanh ra được làm người là đơn giản. Có những cái vong linh mấy trăm năm chưa được đầu thai nữa các cô. Nó, rồi mình đã sanh ra làm người rồi là quá quá may mắn rồi, mà lại sanh ra cái làm người mà được cái thời kỳ sanh ra mà được gặp Phật tại thế, nó là phước ngàn vàng luôn. Đó. Thành ra bây giờ mình đã duyên lớn rồi, ráng tu hiền. Chứ còn nếu mà gặp Phật không tu quá uổng, mà cái thời này là thời kỳ Phật cứu cánh, Phật tận độ. Đó. Thành ra bây giờ là phải điêu luyện pháp môn niệm Phật, rồi phải niệm Phật thì phải biết thương người, phải biết bốn cái đại đức của Phật để giúp ích xã hội. Và thường hằng niệm Phật là phải tư duy thân khẩu ý của mình. Mình phải tư duy thân khẩu ý mình vướng mắc cái gì, mình biết cho ai nhìn vô biết. Mà mình tu mà mình cứ nhìn, ôi cái bà đó bà tu cái gì, thấy không? Sao mình biết ta tu tầm bảy, mình đây nè, mình biết mình nè, là tốt rồi. Là tốt rồi. Thành ra mình luôn luôn phải soi rọi cái thân mình, cái khẩu mình và cái ý mình. Đến đổi cái ý mình suy nghĩ bung lung nó cũng không có vào cái chỗ chánh định đó mình. Mà thầy dạy chánh tư duy một cái thanh cao đó, mình phải tư duy, mình biết trừ bỏ. Các cô tập lần lần nó quen thành cái thói quen rồi, các cô muốn ngưng niệm Phật cũng không ngưng được nữa. Cái tôi chỉ giải thích đơn thuần vậy thôi, mà muốn làm phải tập chứ không phải nói đừng không mà. Dạ. Mà thành đạt. Mà tập nó không có lâu. Tập không có lâu, ví dụ cô tập chừng 2-3 tháng là cô tự thấy cô phát triển rồi, chứ đừng nói tới mà 3-4 năm, 10 năm. Các cô tin tôi đi. Mà những việc tôi nói với các cô đây là tôi đã thấy được rồi. Tôi đã thấy được rồi nói chứ không phải tôi nói thí thí. Mình hành sao mà mình được vô bốn thẻ không sao? Hả? Mình hành cấp môn sao mà được vô bốn thẻ? Hành mình tu cách thì sao được vô bốn thẻ? Con người hả? Dạ. Đừng bà. Chỉ có hiếu hạnh thôi. Hiếu hạnh thôi. Hiếu hạnh thôi. Dạ. À, hiếu với cha mẹ đôi bên, dạ, phải không? Dạ. Có đức hạnh với chồng. Dạ. Có hạnh kiệm đối phó với con dạ dỗ nó, nhiêu đó các cô vô được bốn thẻ rồi. Dạ. À, còn có các cô có phát nguyện để giải thoát thì các cô hành được mức độ nào cứ hành niệm Phật và trừ đi những cái vật dục mình ham muốn. Còn các cô làm tròn cái chỗ công dung ngôn hạnh là người đàn bà tốt rồi đó. Cái thời cúng của mình đâu sao, thời cúng của mình nó quý báu làm sao đâu, giải cho mấy đứa em con nghe. Hả? Cái thời cúng á. À, quý báu làm sao đâu, giải cho mấy đứa em con nghe. Đây là bốn chị em không. Thôi bây giờ để được. Cái thời cúng của mình á. Để tôi giải thích cái thời cúng. Đức Thầy xuống ra đời, Đức Thầy đã gom hết những cái gì gọn rẻ như vậy. Trước nhất là đạo và hảo là chỉ ba ngôi thờ thôi chứ không có thờ nhiều. Phải không? Yeah.
Ví dụ cái nhà mình mà có ông bà cha mẹ ngày xưa mà có thờ thêm ông thần tài hay gì đó, hay vong cô vong bà gì đó, ngày nay mình quy y với thầy với tổ rồi thì phải đặt bàn lại xin trà nước để đốt nhang cầu nguyện với cái bàn đó của ông bà gì đó. Trước nay cha mẹ tôi thờ, bây giờ tôi quy y theo đạo của hảo rồi, bây giờ tôi thờ với ông bà đây thì tôi cũng tôn kính, nhưng mà có cái là chiều tôi chỉ đốt nhang xá tôi cắm thôi chứ tôi cũng không biết giá làm sao, đúng không? Ngày nay thôi tôi theo đạo của hảo, thầy tôi thờ một ngôi, thầy tôi có dạy để thỉnh quý ông quý bà về đây để về chung ngôi tam bảo cho tôi có cái bài nguyện cúng hàng ngày để cứu độ. Vậy là mình thỉnh chú đáo rồi xong là tới cái bài cúng của mình đó. Tại sao mỗi cái lễ nó khác nhau? Ngày xưa đó sao năm thứ đậu cũng vô bác, năm thứ đậu ông cả đây cái bàn thông thiên mà trước đó đức thầy mới ông xui của ông cả là ông già chồng của cô hai mới tặng cho đức ông một cái bàn thông thiên đúc trước bằng thiên bằng cây, ông cả mới không nhận nha. Đức thầy bên nào không được, ông cả của sư gia ta có lòng ta tặng cho ông phải nhận. Ông cả nó trước nhà tôi có rồi, thầy nhận làm gì nữa. Mấy ông tôi đức thầy mới nói ông nhận đi, sư gia ta có lòng nhận rồi. Bây giờ ra coi cái bằng thiên nó còn. Chỉ có nhà đức thầy là hai cái bằng thông thiên cặp thôi chứ không ai có hết. Nó là cái bàn thông thiên đó thì đức thầy nâng cái bàn để lưu hương, còn cái bàn thì để bông hoa. Vâng. Cái bàn kia là lưu hương nước, còn bên đây để bông hoa cúng, phải không? Đó. Thì đó là cái lòng nhận của ông xui. Nhưng mà đức ông có nói với đức thầy tại sao bàn thông thiên từ đó giờ tôi có thờ thiên trời địa đất mà sao ngày nay ông không có thờ cái ngôi địa dưới này. Yeah. Phải không? Đức thầy mới giải thích. Ông cả ơi, ông thờ giờ còn thiếu đâu ông cả. Nó nói, ủa tôi thờ giờ thiếu, ông không thờ sao đủ. Đức thầy nói, ông thờ thiên là trời, địa là đất. Thiên hoàng, địa hoàng thờ đủ rồi, còn nhân hoàng bỏ đâu. Ông không có thờ nhân hoàng là thiếu, phải không? Còn tôi bây giờ tôi quy lại tam bảo, tôi quy chung lại ba ngôi nằm chung một chỗ, tức là trong cái bài cúng là cầu thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, nó có đủ. Còn của ông cái bà ông thờ thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng không có, mà cái bài cúng không có nữa, ông xá xá, ông cấm hàng, ông giái độ không à, phải không? Nó thành ra thầy đã gom lại thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, thầy gom chung lại đó rồi mới nói trở lại cái vấn đề cúng. Chúng ta cúng đó là hằng ngày sáng với chiều đó. Ta có ba ngôi thờ cúng, ta phải quy mạng. Quy mạng tức là cái bài ta quy y đó. Tức là cúng với bàn thờ cửa quyền là cúi kính dâng hương trước cửa quyền trước, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Chí dốc tức là quy y mình nguyện tu hiền để tạo cái phước duyên, tức là cắm hương. Cắm hương xong rồi lại xuống chắp tay đứng đọc tiếp, cúi đầu mới lại tạ tổ tông. Báo ơn sanh dưỡng rày công nhập nhằn, rày con xin giữ đạo hằng, tu cầu tôn tổ siêu thân Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên. Độ con yên ổn, vững bền cổ tu. Cái bài cúng tôi cúng hàng ngày, tôi đọc tới đây tôi còn muốn quên khúc lắm. Rồi đó là cắm nhang, xong rồi đọc bài đó, xong rồi đó là mới lại bốn lại. Lại bốn lại thì cầm một cái nhang khác mới xá ba xá và quỳ xuống, đây là cái bài quy mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Rồi mới Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay con thành tâm, nay con Phật Tổ Phật Thầy
Quan Thần Đảnh. Nay con nguyện quy y tam mấy ngày. Đại thần chỉ quan thủ thần. Rồi, quên. Cái bài cúng hàng ngày bây giờ đọc còn quên. Quan Thần Đảnh đại thần, trăm quan cự thần, chư vị sanh thần, chư vị năm non bãi núi cảm ơn chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ quy tam mấy ngày, tu hành theo Phật đạo. Đó là lên cấm nhang xá. Xá xong mới chắp tay vào ngực đọc tiếp cái bài Tây Phương. Có nghĩa là chắp tay vào ngực đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, tức là mình cầu cho chúng sanh cả thế giới. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Thăng, tức là cầu cho cửu quyền mình. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Phụ Mẫu Tại Đường là Phụ Mẫu còn sống tại nhà, Phụ Mẫu Quá Khứ là Phụ Mẫu qua rồi. Trực giảng Tây Phương, Nam Mô Tứ Nguyện Cầu, bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, tức là mình cầu cho bá tánh vạn dân. Rồi cái nguyện thứ năm đó, Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu, đó Phật Tổ Phật Thầy mới từ bi xả tội đệ tử là mình, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Đó là xong trong cái bài này là lại bốn lại. Ra bàn thông thiên thì cũng đọc y bài quy mạng và bài Tây Phương Ngũ Nguyện, rồi lại bốn lại, rồi bốn còn lại ba hướng thì đọc bài Tây Phương không, rồi cũng lại bốn lại, xong rồi trở về hướng chánh mình muốn nguyện. Sao thơ tiên thánh sánh đạo màu, cái này trong bài Để Chân Đất Bắc. Chẳng thấy việc đời mãn góp thâu, tóm tắt ít lời âu diệt chủng, thế sự mê hồn bị sông mâu. Ở đây đó, chú chỉ giải theo nguyên văn và lập luận một chút ít thôi, chứ nhớ chú dở quá, kinh giảng nhiều khi muốn nhớ nhớ muốn quên quên. Cái hồn thơ đó, ví dụ như cái người viết thơ thì phải có hồn thơ, mà người viết nhạc thì phải có cái lý nhạc. Cái hồn thơ nó đậm đà, nó mang nhiều cái tánh chất quý báu cho cái người nghe được cái hồn thơ, mà hiểu được cái tâm trạng cái hồn thơ mê mẩn, đó là cái hồn thơ quý báu. Cũng như người muốn viết lên bản nhạc ca thì cái lý nhạc phải sâu sắc. Nó thường thường ta dùng hai chữ là hồn thơ và lý nhạc, là người viết lên phải có. Mà hồn thơ đây là hồn thơ này, hồn thơ có tiên thánh, đây là chỉ cho Đức Thầy. Và trong này tiền thánh thì có ông Cử Đa trong trần trình trong này nè ha. Vì ông Cử Đa là ông là tiên trưởng, mà ông trần trình là bậc vĩ nhân, là mà tiền thánh sánh đạo màu, tức là thi văn hồn thơ của tiên thánh của thầy một thầy ba tế viết ra là so sánh trong đạo màu. Mà cái đạo là con đường, cái đạo là con đường có tín đồ phải đi. Mà đi theo con đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ sáng tác ra để dạy mình tu hiền đó. Chứ màu là rất là màu nhiệm, rất là màu nhiệm. Đó là đạo màu, rất là màu nhiệm, rất là linh thiêng. Cái người tu theo giáo pháp của thầy đó sẽ biến đổi được cái trạng thái ngu đần, vì phải mở mang trí tuệ nha. Rồi phải thấy được những sự màu nhiệm của mái trời sẽ đi đến như thế nào, là người tín đồ hòa hảo tu theo sẽ thấy được và sẽ biết được. Đó là hồn thơ của tiên thánh và của Phật Thầy Ba Tế. So sánh với đạo màu là cái đạo của thầy là cái con đường tu đi đến chỗ màu nhiệm của mái trời, mình biết để mình tu hành, mình vượt qua khỏi những cái khổ đau của kỳ tận thế sắp đến. Mà nếu không có thầy là dân năm xác định xuống đây để cứu độ chúng sanh, kỳ này là kỳ chót. Thành ra Ngài viết thi thơ để dạy chúng ta phải tu hành để hiểu cái đạo màu nhiệm. Cái đạo màu nhiệm có nghĩa là cái đạo của thầy là cái đạo mái trời. Thầy nó sạch trên mái trời này, mà cái kỳ tận diệt cùng cuối này nếu không đi theo cái giáo pháp của thầy mà không làm được cái chữ hiền là không sống sót được. Vì vậy mà Ngài mới cái dân. Thành ra cái câu kế tiếp là Ngài chưa biết là chẳng thấy việc đời mãn gấp thâu,
cái người hiện thời đang sống ngày nay đang chạy theo danh lợi, tiền tài vật chất, ta mê mang trong đó. Mà Phật nói cái người chạy theo danh lợi tình để sống trong cái thời buổi này là vô minh. Mà vô minh thì không thấy, là chẳng thấy. Chẳng thấy có nghĩa là không tu, không có kinh sấm, không có quy với cái Phật thầy, của Phật có thầy, thì chẳng thấy. Việc đời là việc đời ngày nay. Việc đời ngày nay là việc đời thảm khổ. Mưa chẳng thuận, gió chẳng hòa, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã cho biết đời tận thế hồi năm Bính Tý, chứ không phải đến bây giờ đâu. Đến năm nay hao hết đã nhiều. Năm nay là cái năm 1939-40 mà thầy viết giảng đó, thì hao hết có nhiều. Các ngoại bang đà nhuộm máu điều. Các ngoại bang đây là nói nước ngoài. Nhuộm máu điều là thế chiến thứ hai, là đánh nhau những điều. Mà mình đây thế chiến thứ hai, mình bị khúc cuối. Mà thầy hỏi sao trần thế không toan chẳng liệu. Toan là phải toan tính lo việc tu hành. Chứ cái đời đó, mà Đức Thầy đã cho biết đó, cái cuộc chiến tranh thế giới ngày nay đau khổ đó. Thế chiến thứ hai khi qua rồi, đến thế chiến thứ ba thì thầy cho biết là tiền Âu hậu Á và thiên hoàng mới định thu. Đó là mái trời sẽ đi đến vậy. Có nghĩa là trận chiến thứ ba này nổi lên là nổi lên ở châu Âu, là tiền Âu. Rồi hết châu Âu rồi tới hậu là Á, tới Á Châu là coi như dứt khoát, tiền Âu Á. Tới Á Châu rồi là thiên hoàng, tức là trời mới thu, mới định thu tất cả các nước trên thế giới này, không còn chiến tranh nữa. Đó là tiền Âu Á, thiên hoàng mới định thu, tức là thiên hoàng mới định đạt khi nào chiến tranh về Á Châu này là trời mới thu. Mà cái người dân chạy theo danh lợi, không lo làm hiền, cứ mãn gấp thâu, tức là mãn lo cho vay lấy lời, hay là mua bán vốn một lời mười, cắt cổ nhân dân mà làm những điều độc ác thì sẽ chết. Chỉ ham tiền mà không có cái lòng nhân của con người. Còn những người mà ta đã đủ phước, ta giàu có, mà ta hiểu được cái giáo pháp của thầy, ta làm nhân nghĩa, ta giúp đời, giúp ích xã hội, những người này rất là tôn quý. Chứ không phải nói người ta giàu mà người ta chết hết. Người ta giàu hơn mình là ta đã có cái phước trước rồi, người ta mới giàu, chứ không phải đừng không ta giàu đâu. Còn những người hiện nay đã giàu rồi, nhưng mà có cái phước trước, nhưng mà không có cái đức, thành ra chạy theo cái danh lợi ác không à, rồi cuối cùng phải chịu chết. Đó là cái chỗ mà chẳng thấy việc đời là lo tạo danh lợi, làm việc bất chánh, mãn gấp thâu, yêu cầu có thu vô là được, còn cái việc ai chết ráng chịu, đó là không có lòng nhân. Còn những người mà ta giàu có, ta vẫn làm ăn, ta vẫn thu nhập tiền tài mà làm ăn trong một cái nghiệp nghề của người ta là có đạo đức, có nhân cách, chứ không phải bóc giật của ai. Rồi người ta đem của người ta giúp đời, cái này rất là quý. Rất là quý, rất là quý. Như vậy thì những người chẳng thấy việc đời góp thâu mãn là mãi mãi đó, lo làm việc ác để thu vô không, ai chết nấy chịu, đó là những người này sẽ không còn. Rồi thầy cho biết cái mái trời đó, tóm tắt ít lời Âu Việt chúng. Chữ tóm tắt là ngài nói ngắn gọn trở lại. Việc đời là việc thế gian ngày nay. Tóm tắt ít lời, tức là ngài nói đơn, ít lời vậy thôi, nhưng quan trọng là ngài về tu hiền, dạy tu hiền nhiều. Còn cái việc thiên cơ có mái trời, đây là ngài tóm tắt ít lời. Âu Việt chủng, Âu Việt chủng đó. Âu là âu lo, phải âu lo đến ngày diệt chủng, mà không âu lo thì không còn. Chữ âu là thuộc về chỗ âu lo. Ngài cho biết tóm tắt ít lời. Âu tức là phải âu lo tu hiền, lo làm hiền, nếu không thì diệt chủng mất đó. Rồi cái câu thứ tư là chúng chưa biết là thế sự mê hồn lũy sông Mâu. Thế sự là sự thế ngày nay.
mê hồn, tức là những người chạy mê mãn mê theo danh lợi tình tiền tài vật chất. Mê hồn đây có nghĩa là cái linh hồn ta bị mê muội theo tiền tài vật chất, không hiểu đạo lý. Rồi tới cái ngày kỳ tận diệt sắp đến, núi nổ đá tan, biển lấp non rời, khóc chứ không có là ai cứu hết trơn. Khóc, lụy là khổ, là khóc là khổ, lụy là nước mắt. Sông mâu, sông là hai con mắt, mâu là máu. Đến việc đó không có đạo đức, khóc đôi mắt ra máu rồi chết luôn chứ không ai cứu. Mà nói cho rõ hơn, cái ngày nay mà ta có tiền, có của, thời kỳ cận lắm rồi, rất là cận rồi. Mà tiếc ta biết việc từ thiện, biết ít giúp đời, thì cái đồng tiền ta nó còn tồn tại sống mãi cho đến cái kỳ tận diệt để cứu ta. Còn nếu ai mà lo tranh danh đoạt lợi mà không có nghĩ đến cái mái trời sẽ trận chiến thứ ba sẽ đi đến quỷ diệt, mà không có đạo đức, không có tu hiền, thì tới chừng đó có một tấn vàng mà đổi lấy cái chữ niệm Phật và cái đức tánh thiền lương của người nghèo ngày nay người ta làm hiền, cái người có một tấn vàng đổi không được. Bởi vì người ta làm hiền, người ta nghèo, người ta ăn sống đơn giản mà người ta niệm Phật, rồi người ta hiền từ và người ta biết thương người, biết giúp đỡ xã hội, người ta biết làm việc từ thiện. Thì chừng ông giàu có, ông lo góp thâu, chừng ông có một tấn vàng, tới chừng đó ông chết, ông bỏ, chứ người ta không có chết, người ta làm hiền, ông đổi không được. Nên là cái người hiểu được cái này, thì tấn vàng đó ta đi làm phước, chứ không ai ngu dại để tới người chết. Thôi, nội dung cái bốn câu thi này, chú giải theo văn tự là như vậy. Như vậy thì các cháu nghe, nhưng mà phải ráng về tu nghe các con, tu sung sướng lắm, không có khổ. Bốn câu là hồng thơ tiên thánh sánh đầu màu, mạng thấy việc đời mạng gấp thâu, tóm tắt ít lời âu dịch chủng, thế sự mê hồn lụy sông màu. Nếu mà ai không nghe theo lời thầy dạy, không lo tu hiền mà chỉ lo theo danh lợi tình, chạy theo vật chất không, thì làm những việc ác, thì tới chừng đến việc khóc đôi máu ra máu, đôi mắt ra máu. Mâu là máu, lụy là nước mắt, sông là hai con mắt, mâu là máu, khóc mắt ra máu không mà cứu. Thôi, bốn câu thi này theo ngũ ý chú là như vậy. Nhờ mấy cháu đưa câu khác, phải viết ra chú coi chú giải mới được, chứ tao ít có thuộc văn tự. Câu này cũng nói về thiên cơ, cũng trong bài Để Chân Đất Bắc. Đây có bốn câu mà các cháu đưa lên. Cha nọ bồng con, vợ khóc òa, tan nát sớm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Đây là cái mái trời, là thiên cơ mà thầy đã nói lên cho chúng ta hiểu, mà thầy nói là không sai, không trật, không khi nào trật. Mà những việc thầy nói qua rồi, nó đã có rồi, thì những việc đi đến là không có khi nào trật. Thôi, để chú dẫn chứng thêm một cái chỗ mà thầy nói những sự việc mình đã có hiển nhiên sự thật. Cũng như thầy trả lời một câu với cụ Chính Diệm trong bài thi vấn đó. Rồi cụ Chính Diệm trách đức thầy bằng văn tự Hán văn, mà cụ Chính Diệm trách là cường khấu xâm lăng kỹ tập niên. Tức là cụ Chính Diệm nó cường khấu là cái bọn cướp nước là chỉ cho giặc Pháp. Xâm lăng tức là nó xâm chiếm nước ta. Kỹ tập niên là gần 100 năm rồi. Sao ông là cái người đầy đủ uy tín mà không ngộ cho dân ra chống đuổi giặc, mà ông lo dạy tu hiền. Ông Chính Diệm không phục đức thầy cái chỗ này, phải không? Thành ra ông mới làm thi, ông vấn đức thầy 16 câu, mà đây chú chỉ nhắc nhở 1 câu thôi. Rồi đức thầy mới hiểu biết cái mái trời, đức thầy mới trả lời với ông Chính Diệm rằng
Thiên Ký Lạc Hồng Đắc Ngũ Niên. Thiên Ký tức là đất nước Việt Nam, trời đã định đặt sẵn hết rồi. Lạc Hồng là giống dân Hồng Lạc, giống dân con rồng cháu tiên, dân tộc Việt Nam. Nó là đắc, chữ đắc là đạt được. Ngũ niên là 5 năm nữa, mà thầy nói đây là năm 1940. Lạc Hồng Đắc Ngũ Niên, tức là thầy cho biết 5 năm nữa giống dân Hồng Lạc sẽ đạt được một cái chủ quyền tự trị để chống chọi giặc Pháp. 5 năm nữa sẽ đạt được, tức là đến năm 1945 Nhật đảo chánh Pháp là chế độ của Bác Linh nắm chánh quyền. À, như vậy thì khi chế độ của Bác Linh nắm chánh quyền rồi đó là đạt được một cái chủ quyền. Đúng năm 1945 là 5 năm theo cái lời tiên đoán của Đức Thầy. Y chang thầy, có nhiều việc mà Đức Thầy đã nói nó ra có đủ hết rồi, thì cái việc mà thầy dạy đến không trật đâu các con, không khi nào trật. Thôi chú chỉ nói nhắc nhở một chút đi, các con thấy cái sự linh diệu của thầy. Giờ thầy cho biết tan nát sớm diền khổ dữ an. Tan nát là đến chừng đó không còn gì hết rồi. Chỉ tan nát là không còn gì hết rồi. Sớm diền tức là tất cả làng sớm thôn hương khổ dữ an, tức là lúc này là thời kỳ mang cái khổ, không còn cái vui nữa. Mà kỳ này mà thiếu đạo đó là không còn, là đến thời kỳ tan nát chém điền khổ gia. Rồi ngài cho biết đến khi khổ này, nhà không kẻ ở, ôi nói trước, tức là ngài nó tới chừng đó nhà không kẻ ở, ôi nói trước, tức là ngài nói năm 1940 rồi, nói trước rồi. Nếu chẳng tin lời gặp thiết ta, ông nói trước rồi, mà mình không tin, mình không tu, không tin mới không tu chứ, người ta tin, ta tu hiền, ta làm hiền làm lành rồi. Nếu chẳng tin lời gặp Thiết Tha, tức là không tin lời ổng, thì đến cái ngày nhà không cái ở thì gặp sự Thiết Tha đau khổ chứ không có chuyện vui. Còn người tu hiền tới đây có Phật trời cứu độ, không có chết, không có chết. Mà cái chỗ Phật trời cứu độ trong cái nạn này đó, thôi chú cũng vắn tắt kể thêm cho một chút xíu. Khi cái chiến tranh mà nó xảy ra, mà nhất là giặc Miên quánh xuống rồi, chiến tranh thứ ba nó bùng phát, biển lấp non dời tất cả các thứ. Rồi cái người hung dữ thì chết, rồi cái người hiền chạy đi đâu, phải không? Mà không chết. Thì bây giờ theo cái tri cứu của chú đó, thì ông Ba Thới ông có cho biết nó đến chừng đó đó, Phật Quan Âm mới hóa phép thần cho trăm quan cựu đặng diều dắt tín đồ giáo chủ. Có nghĩa là Phật Quan Âm đến chừng đó, dân lệnh Phật Ca Di Đà, dân lệnh trời để xuống cứu độ chúng sanh, mà hóa phép thần cho trăm quan để mà diều dắt người hiền, nói chung là diều dắt người hiền. Nhưng mà diều dắt về đâu? Theo luận giải thêm một câu nữa là ông Ba Thái cho biết nè, đến chừng đó đó, các nơi thì giặt, mà chỗ Phật thì êm. Mà chỗ Phật là chỗ nào? Theo các con hiểu chỗ Phật là chỗ nào? Đó là một việc thôi, nhưng mà một việc, chỗ Phật là bây giờ mình nương tựa theo lời Phật dạy, mình tu là một cái chỗ Phật ban đầu. Nhưng mà chỗ Phật thì em sau này đó, chiến tranh tàn khốc cả thế giới này chứ không phải riêng một chỗ. Mà cái chỗ Phật đây là chừng bốn ông thẻ lộ, các con được chư vị thánh thần dời vô trong đó đó. Có tràng phan của Phật che đậy, có cơm ăn áo mặc, không có đói. Là chỗ đó là chỗ Phật, chỗ an hưởng của mình trong lúc mà cái ngày tận diệt đó. Chỗ đó là chỗ em đó. À, hiện giờ thì chỗ Phật là chỗ mình đang tu, nhưng mà ta chừng vô chỗ đó mấy em ơi. Thì thành ra bây giờ
tới chừng mà nhà không cờ ông nói trước rồi, còn nếu chẳng tin lời gặp thiết ta, chẳng tin lời thì không tu rồi. Mà nói vậy cho có nhân duyên lắm mấy tu con ơi. Chú năm sáu đứa con, có thằng trai 4 thằng rể, không nào chịu tu đâu. Rồi bây giờ mình rì la nói gì giờ đây, khuyên nó không được, thôi nó lại duyên của nó. Thôi như vậy là trong cái bài nói đây, chú cũng xin cầu chúc các con và xin cầu chúc trên cộng đồng mạng, quý vị nào nghe qua mà tin được cái lời ngọc của thầy tiên tri như vậy, phải ráng lo làm hiền mới còn sống sót. Thôi chỉ nói giảng giải 4 câu nền như vậy thôi. Thưa ông Sáu ơi, cho con hỏi thêm ông Sáu. Là cái Đức Thầy ông nói như thế này. Bây giờ chú điếc hỏi không nghe, mà nhiều hỏi dài quá ta không nhớ nữa. Yeah. Muốn hỏi gì ghi đi, ghi đâu có lâu lắc gì đâu. Ngưng lại chút ghi đi. Ghi tao nhìn vô tao dễ giải lắm, vì tao... Đây là tới các cháu hỏi 3 câu. Mà đây là thiên cơ. Thiên cơ, 3 câu này thiên cơ không à. Bây giờ chú đây không thể nói thiên cơ được, nhưng mà chú chỉ giải theo văn tự của thầy viết ra về cái nghĩa nó như thế nào, để chú giải y ra cái nghĩa lý đó. Mà ví dụ chú giải có sai đi thì nó cũng lệch chút đỉnh thôi, chứ không đi xa lắm vì mình nói theo văn tự. Như vậy thì 3 câu này đó, các cháu hỏi nó: lôi chất khai âm vô sắc thí, rồi mới tới ngại hồi bi hiện án tiền phi. Đây là hán văn không à. Hán văn thì giải nhiều khi nó cũng khó khăn lắm. Bây giờ xin giải cái chỗ lôi chất là gì nha. Lôi chất đây đó, về văn tự nó là chất nổ. Lôi chất là chất nổ. Khai âm có nghĩa là khai cái tiếng nổ, khai cái âm thanh ra. Cái lôi chất này khai cái âm thanh ra là khai tiếng nổ cho các em. Chữ vô sắc thí này khó giải lắm các anh em. Nhưng mà đây chú cũng xin giải theo cái luận hiệu của chú thôi. Chữ vô đây không có nghĩa là giải chữ không được. Vô sắc thí nghĩa là, bởi vì hán văn nó có vô đây không có nghĩa là giải không được. Mà vô đây nó thuộc về vô số, là cái số nhiều không thể đếm được. Chữ vô là vô số tới chừng. Khai âm tức là khai một tiếng sấm nổ tại nương cấm thì vô số người, hay là nói một cách khác là vô số sắc dân trên thế giới này tập trung về đó gây chiến tranh giành xét, mà mình không thể đếm được, là quá nhiều vô sắc thí. Nên là chữ vô là nó như vậy. Chữ sắc thí đây là rất có nhiều màu sắc trong này, có màu sắc, có tà đạo bằng môn, đủ mọi màu sắc trong này, chứ không phải cái người thế gian này không. Tới chừng đó bàn môn tà đạo nó cũng về tranh giành bằng phép thuật không à. Nó dùng những cái màu sắc mà mình không thể giải hết chỗ chữ sắc này được. Chữ sắc này có nghĩa là nhiều sắc dân, hay là nhiều màu sắc của kỳ tận diệt, mà khi núi ông cấm lộ đền vàng ra đó, bàn môn tà đạo nó cũng kéo về, nó dùng phép màu nó đánh, thì màu sắc này mình không thể diễn tả nổi. Thành ra vô sắc thí, chữ thí là thi đấu, thí là thi đấu, là đánh nhau để giành vàng rồng, giành ngôi báo của vua ở nương cấm. Đó là lôi chất. Khi khai âm là khai tiếng nổ, khi nương cấm dở ra có đền vàng thì vô sắc thí là thi đấu giành xe với nhau. Sợ ngại hồi bi hiện án tiền phi. Chữ ngại đây là khi núi ông cấm nổ tung ra đó, trên thế giới này sẽ bị trở ngại vì cuộc sống điêu tàn, biển lấp đông dời. Đây là
cái sự trở ngại. Trở ngại đây, mà khi trở ngại đây là nó kéo về núi Ông Cấm mà thi đấu nhau là vô sắc thế nên ngại. Chứ hồi đây là khi trở ngại, chiến tranh tàn khốc, khi trở ngại vậy hồi là Đức Thầy hồi trở lại. Chữ bi đây, bi hiện đây là chỉ cho Đức Thầy là Phật Thầy đang đến trường đó xuất hiện là bi hiện. Hồi trở lại xuất hiện. Chứ chỉ giải theo từ ngữ thôi ha. Chữ án đây có nghĩa là chặn đứng lại, chặn đứng chiến tranh lại, chặn đứng sự tàn khốc mà vô sắc thế đã thi đấu rồi ra. Khi Ngài trở lại, Đức Thầy, Đức Quỳnh Giáo Chủ, Thầy chúng ta trở lại, án là chặn lại, tức là chặn đứng chiến tranh lại. Chữ tiền là trước mắt, việc chiến tranh, giết chóc, thi đấu nhau trước mắt. Ngài chặn lại, chữ phi là tan mất. Chữ phi này không phải là bay, mà chữ phi này là khi Ngài chặn lại, Ngài dùng những cái gì đó mà Ngài làm cho chiến tranh này tan mất không còn nữa, mà phải quy thuận Ngài để lập đời Thượng Quân Thánh Đức. Thời bốn câu văn này cái nghĩa của thiên cơ mà chú giải đây, chú giải theo văn tự. Nhưng mà chắc chắn là núi Ông Cấm sẽ nổ và sẽ có chiến tranh như vậy chứ không khi nào khác hơn nữa được. Ơi, chú chỉ dạy vậy thôi. Nam mô Nay Dương Trần gặp buổi mưa ngâu. Chữ nay đây có nghĩa là vào cái thời kỳ Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo mà Ngài viết ra thi sấm trong thi văn giáo lý đó, là thời kỳ năm 1939, là nay là thời kỳ thời Ngài mở cái giáo pháp của đạo Phật giáo Hòa Hảo để dạy dân Dương Trần theo cái mái trời để mà tu hành đi, vượt qua cho khỏi những cái nạn ách khổ đau mà chính Thầy là cổ Phật, Thầy là Phật Thầy đang trở lại. Ngài biết hết tất cả các sự việc và trên đời này từ bi đến tế sẽ đi đến thế nào của mái trời, và Ngài nói lên để cho chúng ta tu hành để tránh đi những cái tai họa việc vong của kỳ tận diệt. Mà nếu trong cái giáo pháp của Ngài viết ra mà không ai không thi hành theo và không tu hiền, không làm lành lánh dữ được thì khó mà tránh được cái kỳ tận diệt sắp đến. Nên, rồi Ngài cho biết là nay Dương Trần tức là cái cảnh thế gian của chúng ta đang sống là cảnh trần gian. Gặp buổi mưa ngâu, chứ gặp đây là cái thời gian mà chúng ta sống trong thời kỳ cùng cuối này có nhiều tai nạn khổ ách, mưa bỏ bất thường mà phải chịu nhiều cái thảm trạng khổ đau. Mà nay mình gặp buổi mưa ngâu, đây là cái mưa ngâu là mưa tháng 7, là cái mưa đậm đà. Mà cái mưa ngâu đây là cũng dùng trong một cái sự tích mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trong cái tiết tháng 7 mưa ngâu. Như vậy thì cái cơ trời đã đến Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trong đoạn mưa ngâu. Còn Thầy dùng cái chữ mưa ngâu đây là mưa đậm đà, mà mình cũng may mắn gặp được Phật xuất thế. Mưa ngâu đây là mưa pháp của Thầy, chứ không phải mưa như mưa Ngưu Lang Chức Nữ nha. Thầy đem cái pháp như đám mưa ngâu vậy để giáo hóa chúng sanh, để tu hành theo cái pháp của Ngài để về Tây Phương Cực Lạc, hoặc giả là tu kém hơn nữa thì cũng về được hội Long Hoa và tránh được những cái nạn mà khổ đau của kỳ tận diệt. Đó là cái pháp của Thầy là đám mưa ngâu. Mà Thầy biểu mình đến nay Dương Trần gặp buổi mưa ngâu, tức là đám mưa lớn, đám mưa đậm đà để tưới mát cho lòng trần. Rồi Ngài cho biết hãy sớm hứng giọt sương đông hạ. Chữ hãy đây là gấp rút. Chữ hãy là Thầy nói tiếng hãy là gấp rút, sớm là phải gấp rút, hãy sớm là gấp rút. Hứng giọt sương đông hạ, giọt sương này là cái pháp của Thầy. Mình phải sớm hứng cái pháp của Thầy để hiểu biết cái pháp của Thầy, mà quy y, quy mạng tu hành mới vượt qua khỏi cái tai trời nạn ách của kỳ tận diệt này. Rồi phải sớm hứng giọt sương đông hạ,
chữ giọt sương đông hạ đây theo cái hiểu của chú đó thì không có phải nói là mùa đông hay mùa hạ, phải không? Nếu nói mùa đông thì không có giọt sương, mùa đông lạnh lẽo thì không có giọt sương, mà hãy nói tới mùa hạ nắng buốt thì cũng không có giọt sương, thì hai cái này thì không thể nói gì mùa đông và mùa hạ được. Mà theo chú nghĩ thì cái giọt sương đông hạ đây nó có nghĩa là cái khí trời bốc lên, khí trời bốc lên rồi đông lại mới thành một đám mưa ngâu hạ xuống để tưới mát lòng dân, mùa màng thuận lợi. Đây là đông hạ, tức là khí trời bốc lên đông lại thành một giọt nước hạ xuống để tưới mát lòng dân, mà cái pháp thầy đem xuống để tưới mát cho tín đồ coi trần phải coi theo. Đây là nó tới đông hạ, tức là giọt mưa hạ xuống cũng như cái pháp của thầy hạ xuống như đám mưa ngâu vậy, nó thể thấm giọt sương đông hạ. Nó như vậy thì nếu cái pháp của thầy xuống kỳ này, ngài đem cái giáo pháp cũng như đám mưa ngâu rất là lớn tầm tã để rải ban rải cho chúng sanh, mà ai không đủ duyên cũng không có tu theo thầy được. Còn ai có cơ duyên sẵn rồi thì nghe qua thì có cảm hứng là quy y tu hiền, rồi hứng được cái giọt sương đông hạ, tức là giọt sương này là giọt mù sương từ dưới đất, cái hơi nắng bốc lên trên trời đông lại hạ xuống thành giọt mù sương tưới mát lòng dân, cũng như mùa xuân có mấy có mùa xuân tưới mát cho hoa tươi thắm nở. Cái giáo pháp của thầy cũng như giọt sương mà tưới cho hoa tươi mát mẻ nở là cũng như cái tuyết mùa xuân vậy. Rồi cái hai câu văn này là theo cái luận giải của chú là như vậy, thì các cháu nghe qua thì nhận định, hay là các bậc cao minh nghe qua thì nhận định. Chứ còn nếu nói giọt sương đông hạ mà nói qua mùa đông hay mùa hạ thì nó nghịch, nó nghịch. Vì mùa đông lạnh buốt thì không có sương, mà mùa hạ thì nóng bức cũng không có sương. Mà chữ sương đông hạ đây có nghĩa là cái hơi khí bốc lên đông lại hạ xuống thành giọt mùa sương, như tuyết mùa xuân mới có mùa. Mà thầy trở lại đây cũng như mình gặp được cái tuyết mùa xuân qua nở vậy. Mà cái pháp của thầy đem lại là mình cũng như gặp được cái tuyết mùa xuân qua nở để hưởng thụ cái mùa xuân, cái tuyết sương đông hạ vậy. Thôi chú luận giải mấy câu này là như vậy. Thôi các con đưa câu khác.